Việc phải xuống chơi tại hạng B UEFA Nations League có thể coi là bước thụt lùi với tuyển Anh, đội bóng hai lần liên tiếp về nhì tại các kỳ Euro gần đây. Họ lại đang bị xáo trộn sau khi huấn luyện viên Gareth Southgate rời ghế nóng. Nhưng xét theo mặt tích cực nào đó, việc phải xuống hạng B sẽ giúp cho các cầu thủ tam sư, vốn là những trụ cột của các câu lạc bộ tại giải ngoại hạng Anh hay Bundesliga, La Liga, bớt áp lực khi các đối thủ đều dưới tầm. Cộng hòa Ireland là một trong số các đội như vậy. Không chỉ có họ, các đội còn lại ở vòng B2 là Phần Lan và Hy Lạp cũng đều tương tự. Khả năng tam sư sẽ lại leo lên hạng A sau mùa giải UEFA Nations League này. Soi tỷ lệ kèo châu Á 1-0. Anh đương nhiên được đánh giá cao hơn rất nhiều ở trận đấu này với mức chấp lên tới 1 hòa, bất chấp việc họ phải làm khách tại Dublin. Sau những tổn thương, họ cần một chiến thắng để lấy lại tự tôn. Chọn Anh soi tỷ lệ kèo tài xỉu 21/4, khả năng tưng bừng bàn thắng ở trận đấu này không quá cao với kèo tài xỉu chỉ 21/4. Cộng hòa Ireland khó có thể chọc thủng lưới tuyển Anh ở trận đấu này, nhưng ở chiều ngược lại, đối thủ có thể không quá tưng bừng. Chọn xỉu cả trận.